Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Quỳnh Hình. Thì hôm nay là ngày cuối tuần thì mình đang ở nhà. Và hôm nay thì buổi sáng này thì mẹ mình có nấu một cái món ăn rất là quê hương. Thì mình xuống giới thiệu cho các bạn xem cái món ăn đó nhé. Đây, cái món ở đây. Mẹ mình nói là cái món này ai cũng biết hết, nhưng mà cũng có nhiều người chưa biết mọi người. À, đây là đang đúc bánh ướt. Rồi, đây là nguyên liệu của bánh ướt kèm theo bánh cuốn. Ai thích ăn bánh cuốn thì ăn, còn ăn bánh ướt thì ăn. Mình thích ăn bánh ướt hơn. Có lá rồi, có lá của lá chuối luôn nè các bạn. Y chang là ở Nha Trang luôn. Đây, là bánh cuốn đã cuốn rồi này. Còn mình đây ăn theo kiểu nhà quê. Rồi. Mình ăn theo kiểu nhà quê, mình ăn với bánh ướt với nước cá. Ở đây cũng có thêm nè thịt chuối. Cà phê luôn không? Sáng có cà phê luôn. Ở cái gì cũng có, đem giống như đem nguyên Việt Nam ở đây vậy đó. Thì làm nước mắm ăn kiểu Sài Gòn nè. Đó, món ăn đơn giản không? Chấm vào, ăn đúng kiểu Nha Trang nha, chấm vào. Ớt nữa. Hồi nãy mình đã ăn sáng xong rồi. Thì bây giờ mình bắt đầu mình đi Costco mọi người. Hôm nay Costco rất là đông, cuối tuần là cực kỳ đông vì cả ngày cả cái tuần thôi mọi người đi. Cả tuần đó thì mọi người đi đi làm, cuối tuần mọi người bắt đầu đi chợ. Đây. À, có cô bạn nhìn đã không? Thì vào những cái ngày mà cuối tuần á, thì ở những cái chợ Costco, chợ của Mỹ á, đặc biệt là Costco nó cực kỳ đông. Thì hôm nay mình đi với nhà mình mua một số đồ, thì mình sẽ show cho mọi người xem là cái chỗ mà mọi người đang tính tiền nha. Đây. Các bạn thấy không? Gọi là rất là nhộn nhịp, một chỉ cần vào cuối tuần mà Costco nó bán như thế này thôi thì nó đã lấy lại biết bao nhiêu tiền rồi. Và và thường là những cuối tuần nó mới đông, ngày bình thường thì nó cứ thì tà bán thôi, còn cuối tuần là cái ngày mà nó hốt á, cực kỳ đông luôn. Và ở đây thì có những cái món đồ ăn sample đó. Yeah. Yes, I can try this. Crazy people at Costco, right? Not take them all, sweetie. Tip hope. Yep, that's what it's there for. Okay, thank $3 you. Off. Đây là những cái món mà họ cho ăn thử. Đây là món sô cô la nè. Để mình thử ăn nè. Đây máy sách. Đây, ở đây nó bán luôn một cái thiền kayak nè. Thiền kayak một người chơi nè. Nói là cái gì ở trong đây người ta bán cũng được hết á. Rồi mình sẽ tới một chỗ nữa, mình show cho mọi người xem. Đó là cái chỗ mà bán đồ trang sức, đồ gọi là ngọc son rồi đó. Đó, đây. Giá là 2.000, 3.000, 4.000, cực kỳ nhiều. Và đây có một cái hộp xoàn giá 15.000 đô. À, mình vô đây mình và cái security á, nó lại chỉ là cái tủ lễ thôi, không có ai coi ngó hết á, vì có đã có camera hết rồi. À, bạn nhìn nè, một cái tủ trị giá mấy trăm ngàn đô mà để không vậy đó. Ai thích tới mua thì chỉ cần kêu nhân viên lại tới chị một cái rồi thích lấy, ok. Đó, rồi nó lúc mà mình mua xong á, mình sẽ được cấp một cái tờ giấy, gọi là cái tờ giấy mà xin ra cái hộp xoàn đó, cũng như là tờ giấy bảo hành đó. À, rồi mình chỉ cần đi muốn mình đi bán hay mình làm gì kia nọ thì mình cần đưa tờ giấy đó ra,
là chứng minh đó là hộp sòn rồi được sản xuất vào ngày mấy, rồi nói chung là nó có lý lịch đàng hoàng đó, tất cả những hộp sòn đây là đều có lý lịch đàng hoàng, rồi đồng hồ Rolex, rồi tất cả những thương hiệu lớn nó đều lọc ra mà nó để ở đây à. Ở Việt Nam mình thì phải tới tiệm vàng, tiệm này tiệm kia đó mua. Còn Mỹ thì nó chỉ làm đơn giản như thế này thôi, ai thích thì mua. Hồi nãy thì mình tới mình coi nó bán mấy cái thuyền đơn. Còn bây giờ thì mình tới cái gian hàng này thì mình đã bán cái thuyền đôi nè. Bắt đầu ở đây là tới cái mùa hè rồi nên mọi người bắt đầu là ở chỗ mình có mấy cái hồ á, thì chỗ Costco này nó sẽ mua mấy cái này về nó bán để cho mọi người đi chơi hồ. Đây mình thấy trên mạng rất là nhiều cái này, mình trên xe của mình á, trên đầu cái cốp xe của mình á, nó cũng có thể để cái này mà chặn lại được luôn, và nếu mà mình thấy vui á thì mình sẽ mua về mình chơi thử. Giá của nó là $700 đó, cái mẫu kìa rất là lớn luôn đúng không. Cái này mình thấy trên mạng là nhiều bạn đứng chèo chèo trên biển rồi chèo chèo trên sông á đó. Đây là đây là cũng một cái nè, như đây là bằng hơi này nè, thu gọn lại nè mọi người. Còn này là đôi nè, rồi bạn những cái này hình như là câu cá nè, cái này là chuyên để gọi lên xong mình đi câu cá. Từ nhỏ tới giờ mình mới được nhìn thấy những cái thứ này ngoài đời thiệt chứ mình đâu có cơ hội để nhìn. Đây đó là hơi đó, nó thu nhỏ lại, giờ nó thu nhỏ lên. Ở Mỹ mình thấy cái gì nó cũng cố gắng làm gọn nhất để cho mọi người có thể bỏ lên xe và mọi người đi du lịch. Đây, bắt đầu mùa hè rồi mà là cái chỗ Costco này nó bán những cái đồ đi chơi mùa hè cực kỳ vui luôn. Và cái bắt đầu bán máy nướng rồi bán tùm lum tà la hết. Mình nói rồi, vô đây mà ai mà ghiền mua sắm á, đồ gia đình á, thì sẽ muốn mua hết ở trong đây. Đây áo phao nè, áo phao giá 40 đồng 800 nghìn nè, cực kỳ chắc chắn luôn mọi người. Mình cầm lên thì mình cảm giác nè, thì mình cầm cái áo phao Việt Nam lên mình thấy nó kỳ kỳ, cầm này lên nhìn nó rất là chắc chắn. Rồi trong chỗ này cũng có bán nguyên cái nhà kho luôn nè, đó nhìn rất là đẹp. Hồi kia mình cũng mơ ước mình có một cái nhà như thế này để mình bỏ đồ vô, rồi mình làm cái văn phòng mini cho mình á. Nhưng mà ở Mỹ thì người ta dùng cái nhà này để người ta bỏ đồ. Đây là những cái lò nướng nè. Ở nhà mình thì có cậu mình có mua cái lò nướng. Nó bự gấp 3 cái lò nướng này. Cái lò nướng này là dạng mini nè, gia đình nhỏ xài rất ok. Và mình nếu mà mình có đem đi business thì cái lò nướng này nó cũng khá là hợp lý. Đây là lò nướng đại nè. Đó, nhìn thấy hấp dẫn không mọi người? Những cái đồ vật dụng gia đình bên Mỹ này á, nó rất là rẻ. Gọi là nó rất là rẻ nha. Nếu mà cái lò nướng này về Việt Nam á, nó phải là 30-40 triệu. Còn ở Mỹ á thì nó chỉ có khoảng 15 triệu đó. Ở nhà cậu mình mua cái lò nướng to như thế này nè. Đây, gọi là quá quá đẹp luôn mọi người. Những cái lò nướng này sản xuất ra là người Mỹ họ rất là thích ăn đồ nướng, nên những cái lò nướng này sản xuất ra thì được là ưa chuộng. Và những lò nướng này được xài là bằng ga, đa số là xài bằng ga hết chứ không có xài bằng than như mình. Thì mình cũng hạn chế mình ăn thôi, tại vì ga nướng lên thì nó độc. Mình ăn lâu lâu mình ăn thì được, chứ nếu mà mình ăn với mức độ mà thường xuyên thì nó không có tốt cho cơ thể của mình. Đây là cái táo mà họ nhúng một lớp sô cô la nè, và họ rắc những cái topping lên trên, rất là nhiều loại luôn. Và khi các bạn ăn là các bạn vừa ăn sô cô la với vừa ăn táo luôn. Thì cái này món này mình chưa thử, nhưng mà mình nhìn là mình thấy nó đã thấy nó ngọt rồi nên mình không có dám thử mọi người. Và giá của nó là 12 đồng, một đống đồ luôn nha mọi người. Rồi bây giờ nhà mình qua mua hộp sòn. Hộp sòn nữa, coi không, nhìn đơn giản lắm mà đụng vô là mấy trăm mấy ngàn không á mọi người. Mày đã đổi chỗ để rồi.
sau khi mình mua đồ xong á là sẽ quay theo cái cổng ở ngoài nữa để họ check in. Ok, thì bây giờ mình cũng đã đi về tới nhà rồi. Thì ngày hôm nay thì mình chỉ đi ăn rồi đi Costco thôi. Và bây giờ thì mình là về nhà. Mình làm những cái món ăn của Việt Nam. Như là chiều nay mình sẽ ăn món mực nhồi thịt với lại ăn bắp xào. Đó, thì mình cũng sẽ up cái video tại đây. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem cái video nhỏ nhỏ của mình về cái chợ Costco. Và trong tương lai thì mình sẽ làm những cái video mới. Và hiện tại thì ở chỗ mình nè, ở đây sáng cái chỗ mình có cây hoa đào nè. Thì lúc mà có gió thì cái hoa bông của hoa đào nó bay qua đây thì thấy rất là đẹp. Đó, thì mình muốn giới thiệu với mọi người về cái cây hoa đào ngay chỗ gần nhà mình. Đó, thì cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem cái video của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Và các bạn hãy nhớ like và subscribe cho mình nhé. Và trong tương lai mình sẽ ghi lại những chuyến hành trình mới của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Chào tạm biệt.